Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít ruột đỏ ngày 25 tháng 5 năm 2023 giá đi ngang. Hiện tại thương lái mua giá mít ruột đỏ Indo lá bầu tại vườn có mức giá như sau: mít nhất từ 30 đến 33.000 đồng một ký, trái từ 8 ký trở lên; mít nhì từ 20 đến 25.000 đồng một ký, trái từ 5 ký đến dưới 8 ký; mít chợ từ 10 cho tới 12.000 đồng một ký. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký